Chú xin chào bà con cô bác à. Tiếp tục xả hàng phế liệu. Ủa sao cái bọn này bữa đó còn không bán được hả ta? Cái đó đụng á. Tiếp tục xả hàng phế liệu, em xả mạnh hôm nay luôn, mạnh luôn. Bà con nào mà lấy cái cây bút lông nhanh tay tranh thủ thì em sẽ bán hết cái lô này. Từ dàn áo nhựa ha, đến kiến hậu, rồi chống đứng nè, bây giờ chống đứng của rim 125, bây giờ ở nhà còn 3 cây đó. Chống đứng rim 125 thì chúng ta sẽ vô super game á, nó giống nhau, cái hệ game là giống nhau. Bây giờ em bán là xả nhanh gọn lẹ cho bà con luôn. Super game là gắn vừa ra nghe, bán 250 thôi, bán 200 luôn đó. Cái chống đứng nước sơn kim mới chát vậy nè, bán 200 luôn đi. Nằm đây giữ nhà hoài mệt chết. Đó, còn 3 cây duy nhất. Hai trăm ngàn, 250 bán 200 thôi. Nước sơn kim đang mung gì luôn nè nha, bán 200 đây. Tiền ship bà con trả giùm tôi ăn. 200 cộng ship, quá trời cái giá này là hấp dẫn luôn nha. Lấy cây chống đứng như kìa, lấy cây chống đứng mới của 110 cả luôn nè. Đỗ Thắng game 105 gắn super rim, gắn quay anh pha lóc trắng lóc đen super rim hả? À đúng rồi, em bán 50.000 luôn, 50.000 cây xả luôn nó 100.000 mới xả 50.000 đó. Cảm ơn, còn đưa lên đưa cái đó lên. Cái gác chân ngang này nằm nó hoại ta, làm đầy nhà đầy cửa hết trơn. Cái gác chân ngang một tầng của Wanfa lốc trắng là 204 gãy chỗ này, người ta hàng lại đó, có cái chống và lò xo luôn, có cục thun luôn, có gác chân ngang nguyên zin đó, còn khá đẹp luôn. Cục thun này là cục thun lô nha, cục thun bên đây thì cũng giống như zin của nó nè, cục thun lô bên đây, cục thun chùm á đó, cái chống ngang dày dặn luôn, nó lò xo đẹp luôn nha. Gãy vô này là hàng lại, giờ bán cái cây chống nghiêng, cây gác chân ngang một tầng zin nè, bán 50.000 thôi, bán cho sạch sẽ luôn, 50 ha. Như nấu cơm rồi hả kia, nấu cơm này ghi lại. Tiếp theo là cái cây này là cây cần thắng của anh Pha 204 đây đó, còn sử dụng bình thường ở trên đây nó bị mòn nè. Cái dạch ngoài sao ghi nè, ghi cái giá vô với cái món này gì đó, tên gì ghi vô nữa nhớ không nổi. Xả hàng luôn. Cái cây cần thắng này đó, giờ nhà gắn Trung Quốc đồ chơi, bán 50.000 thôi. Cái giá này cần thắng của anh Pha 204 ghi vô vậy đó. Cần thắng anh Pha 204 tháo xe 50.000. Cần thắng RAM nè, cứng ngắt cứng khừ luôn nha, xài rất là bền nha, không có bị cong nó nổi đâu, gắn vô Trung Quốc đó. Nhỏ xíu rồi con. Ở đây là nguyên cái bộ thun con của bát Bắc Yên của quay cho mà đồ mới á, đồ mới, không phải đồ cũ nha. Vậy là nó thiếu cái miếng lưỡi gà ha, nó đâu có cái miếng lưỡi ở dưới đây, cái miếng lưỡi mà truyền xuống dưới nó chỉ bát trên thôi, nó còn một miếng lưỡi ta, ở đây có ba con ốc, miếng lưỡi nó truyền xuống cái dàn áo ở dưới á đó. Còn không con đầy đủ của cái bộ cái yên mới nè nữa. Giờ nhà anh em gắn anh Pha cũng được nha, gắn anh Pha lóc trắng lóc đen cũng được luôn đó. Nguyên cái bộ này em bán 200.000 luôn, nó rẻ gời luôn nha. Vừa có hàng gã cái yên mới thun con bát đầy đủ, giờ gắn anh Pha nhỏ cũng được luôn, anh Pha với chiếc tiếp cũng được luôn á, gắn qua 110 thì được hết. Rồi là xả mạnh cây chống đứng qua 110 Thái nè đó, qua vô 110 Thái mới bán 400.000 thôi, xeo mạnh luôn, chống đứng qua 110 mới 400.000 giá đã xả đó. Còn mấy cây nó bán hết, mới mốt là không có lấy cái này nữa đâu. 400.000 dày dặn nha, nè hàng mới Thái dày gì nè, từ bát này cũng dày, bát này cũng dày, và mấy cái này đều dày hết, này dày luôn. 400. Lúc trước là 450 á, cái này hàng mới mà xả nè ha.
400 chống đứng quay 110 mới dày cui luôn, 400 ngàn. Đây là cái giò đạp của Game 125, giò đạp tháo xe 350, nó mới chát luôn, giò đạp tháo xe cục thun nè, mềm ẩm, xi đẹp, ốc số 10 đẹp luôn, nước xi đẹp, mặt đèn này giờ gắn phu hai quần eo quý hết chơi. Áo luôn đi, clip này còn ngắn. Ở đây thì em sẽ có một cái bình hơi, bình hơi này là để nó gắn vô máy hơi, nhưng mà nó sẽ lọc cái hơi nước á. Thì ai mà làm thợ sơn á, tại vì em mới mua cái bình hơi nè, đó em mới mua bình hơi Hitachi, bình hơi Hitachi của Nhật 10 mấy triệu á. Bây giờ em bán cái bình hơi này để nó lọc hơi nước dư cái bình hơi này nè, chúng ta sẽ xả nước ở đây, thì chúng ta xài cái bình hơi này á của Hitachi Nhật Bản á nha. Thì bà con nó sẽ lọc nước, nếu mà anh em nào thợ sơn thì rất cần cái bình này, thợ sơn sơn áo á, sơn áo sơn xe rồi đó ha, với sơn gỗ á, sơn sắt rồi đó, nói chung là thợ sơn là rất cần cái bình này để nó động nước cho nên nó không có ứ nước ở trong cái bình lớn đó. Thì thành thử ra là em thì sửa xe thôi, không có cần cái bình này, cho nên em bán bớt cái bình này. Mới mua bình nghĩa địa Hitachi mới chắc. Thì cái bình này bán cho bà con có bác 900 ngàn, 900 ngàn ha. Cái này nè, nó truyền vô trong đó, để nó lọc hơi nữa, cái hơi nước nó sẽ ứ ở đây, nó không có ứ xuống bình đó. Thì chúng ta sơn mà nó bị hơi nước cái trong cái bình ra thì nó rất là không có được im. Thì chúng ta đưa cái này vô để lọc nước, nước sơn zin mới chát luôn nha. Găng cỏ là bao bà con bén ngót luôn. Cái này đóng da băng luôn nè ha, cái đầu nè. Mở qua nè, nè đóng da băng đây luôn nè, ghê ha, đồ này đóng da băng nè, margin da băng nè ha, cái khóa nè nè, đó margin da băng, bán chính xị nha, 900 ngàn. Rồi chuyển qua đây, tem tiết đồ găng cỏ là bao với bà con bé ngót luôn. Rồi tiếp theo trở lại phụ tùng xe. Bố lá là bố lá còn bộ bố lá à? Bố lá, còn một bộ bố lá duy nhất của quay 110 Thái đây. 320 ngàn, một bộ là 4 miếng bố lá quay 110 Thái. Rồi một bộ duy nhất bố lá. Bố ba càng thì còn bộ hai bộ nữa hết. Bố lá đó còn một bộ đó là 300 ngàn nha. Ở đây còn một cặp bả dai. Còn một cặp bả dai của quay 110 Thái đời 2000, bả dai zin. Sơn zin không sơn lại, bả dai zin. Sơn zin luôn, có dán keo, giờ là chúng ta xài thôi. Thắng đùm nha, thắng đùm đây 2000, một cặp bả dai này bán 5 xị nha. Vét cơm vô. Hoàng quá. Đó, cặp bả dai thắng đùm, mắp bọng đồ không gãy, nước sơn zin luôn, 24 năm gì là tuyệt. Nè, có dán keo nè ha. Thì chúng ta có thể mua chung với cái này nè, đặng nó đi một bộ nữa nè. Mua vậy mạnh. Nè một cái đàn bộ đó nè ha, cặp đó nè. Thì không nứt, không bể, không gãy mắp luôn, rất là ok. Đó, một cặp này 500 ngàn. Mua gì nói với bà đấy chơi. Còn cái mỏ dè trắng bùng là 2000, cái này có sơn dặm, cái mỏ dè sơn sẽ có. Nói chung là không gãy, không bể, có sơn dặm lại. Dạ. Dạ hiện trạng đang dán keo. Đang dán keo nhưng mà mới dán luôn, đó. Mới dán vài tháng đó ha. Không bể, không mẻ gốc. Đó, ok ha. Không gãy, không hư mấy cái mắp này. Này không hư mấy cái lỗ argo này hết trơn, còn nguyên hiện hết. Mà có sơn dặm tốt. Rồi, cái mỏ dè này là cái mỏ dè mang tên là con số 10. 700 ngàn. Cộng xíu. Xuống dưới quay tiếp cái gì. Ở đây có con kiều nó ghi vậy. Nãy giờ con kiều ghi. Cái bờ cổ.
loạn cái ếm lờn của 300M Thái, nhưng mà đời này theo xe nhưng mà mọc tem nha, hai miệng mọc tem, đời theo xe 2000 nè, đời xe 2000, bán 4 xị, còn y thinh luôn, KFLF nè, 400.000, KFLF nè, mấy cái vòng tròn này không gãy nha, ở ngoài sau này không có gãy bát nha, đó, giờ cho anh em gắn vô dàn áo nó khớp, chỗ này gãy mắt nè, bên đây còn lành. Đó. Còn mặt này là nó có bị rốn nứt nè, nhưng mà nứt rất là ít nhỏ, người ta đã giá hàng bên trong. Đấy, thấy không? Giá hàng bên trong rồi. Mấy này không gãy. Rồi xin thống kê lại là nó sẽ bị nứt chỗ này một miếng. Nứt vậy nè. Dạ cho đây bị gãy mắt. Nó giờ anh em sẽ gắn vô dàn áo xem bị khớp, khớp với nhau rất đã. Nhưng mà cái đời này là đời hai miệng một tem nha, vẫn là miếng zin, tem zin luôn. Rồi truyền qua cái phần yếm lườn, hàng zin theo xe, cái bờ cổ zin theo xe đây. Yếm lườn nó 400 nha. Bờ cổ là phòng gọn này nó hết rồi. Cái bờ cổ 300 nè, ghi lại 250 đi, kiểu ghi bờ cổ lại. Giá cơm mấy con. Bờ cổ đời 2000. Tháng 12 2000. Đó, tình trạng thì cái này nè, nó có bị nứt ở đây nè nha. Nếu nhưng mà nó còn xài được, giờ chúng ta gia cố lại xài, tại vì miếng zin nứt ở đây nữa. Nứt. Nè, nó răng nứt cái lỗ này nè. Ha. Nhưng mà nó còn liền, nó không có gãy. Công nhận đầu cho mình nó tốt được hai mấy năm mà nó còn dày dặn, nó không bể luôn á. Còn mặt tiền bên ngoài là không bể gì hết. Nè, cái đời này nó có cái lỗ đây nha. Đó, không bể, không gãy mấy này luôn. Thấy không? Cái móc này không gãy luôn nè. Bên này không gãy luôn, giữ thiệt. 24 năm mà đồ nó tốt, nhựa nó dẻo, còn anh pha chúng ta tháo ra nó rượu chân. Anh tha giờ tháo banh chành tới bẹ chân. Rồi cái miếng này 300.000 bán 250 nha, bờ cổ nha, còn sử dụng bình thường. Rồi, La Phong. La Phong 200.000 sửa lại 150. La Phong. Đó. Nguyên hiện không gãy, không bể, không cắn, không mớp, không gì hết trơn, còn nhựa còn trong luôn trời. La Phong này xe này đẹp, mà xe này hởm tới 60 triệu nè. Nè La Phong này nhựa còn trong luôn, đẹp. Đó, ai La Phong mà dính nhựa này kia nọ nó hư bỏ trong khi quá trình dọn xe, anh em liên hệ em lấy cái La Phong này về xài, La Phong này quá đẹp. 150.000 thấy không? Nhựa còn trong luôn không? Nè. Hởm xe này 60 triệu mà. Rồi còn cái đuôi dè bắt bản số có dạ quang mắp bọng toàn bộ là zin hết, không gãy. Cái này người ta có dán keo gia cố, là dán keo màu đen gia cố, keo dạ quang luôn, mấy thun mọng mắp đầu là hoàn toàn là không gãy không bể. Đó, 300.000 có miếng keo dạ quang luôn nha, hàng zin gớt xe dày, quan trọng là cái độ dày và bền. Rồi chuyện nó lên đi rồi kết thúc chuyện gãy luôn đi, mười mấy phút. Rồi còn hai cặp kiến của game 125. Hai cặp kiến của game 125, cái này là số mấy đây? Số 5. Số 4 game 125 đây, số 4 360.000 chày chỗ ít sẹo đây nọ, thấy không? Mặt tiền chày chỗ ít sẹo, bà con quan sát ha, không mẻ thịt, không mắc thịt, chỉ hơi cọ 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 hay hơi thôi. Còn gọng kiến đẹp, chân kiến đẹp luôn. Rồi cặp kiến này 360.000 dễ chơi nha. Đó, đưa lên xe full 2, full neo, full X, full mập, full LED gì được hết trơn nghe, quanh khoa lốc trắng, lốc đen, với ít thoa cộng gì được hết. Đó là chân 10 ly vô tất cả dòng xe, nhưng mà nó cứng khờ à. Kiến zin xà đã lắm, nó lên cứng khờ à, đời không bao giờ kêu gà. Ở bên trong thì nó sẽ có súp điểm. Mấy cái này nè, nó có súp điểm trong ha. Đó, cái mã của nó đây vậy nè, AMAB gì nó khác với Việt Nam, nó Việt Nam không có vụ này ha. Rất là độc chiêu. Kiến rất là cứng chắc lực lưỡng, kiến zin 125 cặp số 4 360.000 rồi, phần này cho qua. Tiếp theo là cặp số 5. Số 5, mặt tiền đẹp chạy chủ ít xịu, thấy không? Đó, chạy vậy thôi, không mẻ thịt, không cắn mớp, kiến đẹp. Cái trái chạy nè, không sao cả, cái phải không chạy luôn. Rồi cái số 5, 360.000, hai cặp này 360 đồng giá. Tiếp theo là cái cản qua cho mờ, hôm giờ anh em hỏi hoài mình quay phim nè. Em còn 2-3 cây nữa là kết thúc cuộc tình này, mai mốt em không có bán, không mua này giờ bán đâu, không có nữa đâu. Là kết thúc cuộc tình là nghỉ ngày đó. Cái cản qua cho 10 Thái ta dắt nè, ta dắt cái này là bực lê lê nha, bực lê lê là cho 10 zin. Còn em thay anh pha vô xe mình đó thì đó là bực vuông, cái này là bực lê, là qua cho 10 là cho nó dắt này nó xuống nè, thả dắt xuống bực lê 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 là cái qua cho 10, còn bực vuông là qua anh pha. Đó, hàng mới đẹp, keng dày, cái nước da đẹp vậy nè ha,
hàng mới của Thái Lan, cái giá là không có rẻ được đâu, tới 680 ngàn. Đúng đồ Thái Lan xịn cho bà con xài. Nè, nước da đẹp vậy nè, thấy không? 680 ngàn đó. Nè, nó giỏi hơn con Quyền nữa, phải không? Quyền đến lớp 3 còn đúc đúng không? Rồi, này là 680 ngàn cho qua. Rồi còn hai món nữa kết thúc clip này ha. Thì ở đây là khẩu phá qua nhỏ qua anh pha lóc trắng lóc đen ZX pha cộng đó. Thì quán qua 110 Thái cũng được nữa, nhưng mà đây là cái đầu hãng Việt Nam mình, chỉ 220 ngàn thôi. Đồ hãng Việt Nam, chính hãng Honda Việt Nam. Có được cái miếng khoe luôn nha. Đó, gắn qua 110, qua 110 quanh pha lốc trắng, lốc đen, qua ZX, quanh pha cộng, cái dòng qua nhỏ đó. Đó, bật qua bật lại, cốc này ha. Đồ hãng này nó được gì? Hình như cái loại này là em xài cái xe pha cộng là năm ngoái, năm nay cái chìa khóa nó không mòn luôn á trời. Lấy cái chìa khóa đây coi kìa. Xe qua cộng á, chìa khóa xe quanh qua cộng tím nữa á, chìa khóa. Nè, cái chìa khóa xe này là xài đúng một năm mấy nay luôn nè, không mòn luôn tại nó đó, chìa khóa mới của hãng đó, năm mấy rồi, tốt ghê ha. Rồi thằng này cho qua. Rồi cái đây là cục pin sườn, còn hai ba cục nữa. Pin sườn qua 110 Thái mới 550 ngàn, mã MB27 đúng đồ Thái mới xịn gin MB27 đây. Rồi còn hai ba cục nữa kết thúc. Đời 2000. Rồi này 550 ngàn pin sườn mới qua 110 Thái. Rồi xin chào bà con cô bác nha. Cảm ơn bà con cô bác xem clip em nha.